Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 19 về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025. Điểm nổi bật của nghị quyết 19 là sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, chương trình chất lượng cao được hỗ trợ học phí một lần với mức 800.000 đồng một người một tháng. Đây là cơ hội để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạo sức hút tuyển sinh cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngay sau khi nghị quyết số 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 được ban hành, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã chủ động tuyên truyền chính sách này đến 100% giáo viên, học sinh, sinh viên. Nhà trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp của tỉnh và của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết số 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua đó giúp cho người lao động, học sinh, sinh viên có thể hiểu đúng, đầy đủ được quy định chính sách hỗ trợ, mức và thời gian hỗ trợ, hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo việc triển khai nghị quyết được kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng. Thì được theo nghị quyết 19, thì là Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là rất là quan tâm đến sự phát triển đào tạo nghề. Thế thì các em từ trung cấp đến cao đẳng, chính quy đến cao đẳng chất lượng cao được tỉnh hỗ trợ, thì các em rất là, nó là động lực để cho các em mới chọn nghề nghiệp hợp lý hơn, hỗ trợ các em và gia đình các em để học nghề tốt hơn. Theo nội dung của Nghị quyết 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh được ban hành, thì học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp được hỗ trợ 300.000 đồng một người một tháng, sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng đại trà 500.000 đồng một người một tháng, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chương trình chất lượng cao được hỗ trợ học phí một lần với mức 800.000 đồng một người một tháng. Để được nhận phần hỗ trợ này, sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc tối thiểu 12 tháng liên tục tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thì em đang học tại ngành khoa điện điện tử. Em cảm thấy rằng chính sách, các thầy cô tuyên truyền về chính sách thực hiện của tỉnh rất là thiết thực với các học sinh, sinh viên như chúng em. Và em cảm thấy rằng nó rất là có động lực cho em sau này khi ra trường. Và khi em tốt nghiệp thì em sẽ đi tìm các công việc tại tỉnh để làm. Em đang theo học ngành tự động hóa. Em thấy chính sách của tỉnh đưa ra cho bọn em là rất tốt ạ. Và trong thời gian học tập thì bọn em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này ra trường có thể cống hiến cho tỉnh ạ. Nhận thức của xã hội về học nghề đã có nhiều thay đổi, thì chính những chính sách quan tâm hỗ trợ kịp thời như nghị quyết 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tạo động lực cho các cơ sở đào tạo nghề như Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc có nhiều thuận lợi trong công tác tuyển sinh, đào tạo các nghề trọng điểm của quốc gia, khu vực và thế giới. Hiện nay thì nhà trường có 5 nghề trọng điểm, 2 nghề quốc tế, 2 nghề ASEAN và 1 nghề quốc gia. Và nhà trường hiện tại đang đào tạo 5 lớp chất lượng cao trong các ngành kỹ thuật cơ khí, ngành điện và ngành công nghệ thông tin. Đối với các cái ngành nghề chất lượng cao thì nhà trường cũng đã ký kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Và sau khi tốt nghiệp thì các em sẽ được làm việc trên các cái doanh nghiệp với cái mức lương từ 15 đến 20 triệu. Ngay sau khi nghị quyết 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 có hiệu lực, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Yên Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa của nghị quyết 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Để nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Yên Lạc đã chủ động bắt tay cùng doanh nghiệp từ công tác tuyển sinh, đào tạo, thực tập, thực hành sản xuất đến tuyển dụng và sử dụng lao động. Chính sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và trung tâm đã phát huy hiệu quả, giải quyết công ăn việc làm bền vững cho người lao động sau khi ra trường. Nghị quyết 19 được ban hành thì cũng giúp cho các trường cao đẳng đấy phối hợp với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên để tuyên truyền và thu hút cái học sinh mà sau khi tốt nghiệp trung cấp, hệ trung cấp sẽ học liên thông lên cao đẳng. Và đối với đối tượng mà đã có bằng trung cấp học liên thông cao đẳng này sẽ được hưởng theo cái nghị quyết 19 này.
Bên cạnh đó, nghị quyết 19 có một cái ưu điểm nữa là thu hút được cái đối tượng là tốt nghiệp trung học phổ thông đi học nghề. Đối với đối tượng này thì không chỉ là đối tượng ở trên địa bàn tỉnh mà cả những đối tượng mà tốt nghiệp trung học phổ thông ở ngoài tỉnh. Khi học các hệ cao đẳng ở địa bàn tỉnh Phúc, sau đó là làm hồ sơ sẽ được hưởng theo cái nghị quyết 19 này. Và chính nghị quyết 19 này đã giúp cho tỉnh Phúc thu hút được những nguồn lao động chất lượng cao, nguồn lao động đã có tay nghề được đào tạo ở các trường cao đẳng về làm việc tại Phúc. Từ đó thì là giúp cho cái sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà được tốt hơn. Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, hàng năm doanh nghiệp này có nhu cầu tuyển dụng nhân sự rất lớn. Đối tượng tuyển dụng cũng đa dạng từ trung cấp, cao đẳng, đại học. Nghị quyết số 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp thuận lợi trong công tác tuyển dụng và giữ chân người lao động. Với các bạn nhân sự mà đang là học sinh, sinh viên trong cái giai đoạn này mà các bạn đi tìm việc thì cái nhu cầu mà các bạn gắn bó với công ty cũng như là các bạn hoàn thành cái chỉ tiêu công việc thì cũng khá là tốt. Và bản thân chúng tôi thì cũng rất là mong muốn là trong thời gian tới thì Hội đồng Nhân dân cũng sẽ có thêm nhiều những cái chính sách cũng như là những cái hoạt động để có thể hỗ trợ cho các cho người lao động cũng như là các doanh nghiệp, tạo cho cái sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp tăng cường cái đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, giảng viên phục vụ cho công tác hoạt động dạy và học, dạy nghề. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, giáo dục, định hướng nghề nghiệp, phối hợp phân luồng học sinh trung học cơ sở tham gia học nghề, chú trọng tuyển sinh cái trình độ cao đẳng, chương trình chất lượng cao để nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường cái hoạt động liên kết phối hợp với các doanh nghiệp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạo. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ cố gắng kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, triển khai cái thực hiện nghị quyết ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề của các doanh nghiệp trên địa bàn là rất lớn. Chính vì vậy, việc ban hành nghị quyết số 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tạo động lực khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia học nghề, đặc biệt là nghề chất lượng cao, qua đó sẽ giải quyết được bài toán thừa thầy, thiếu thợ hiện nay.